Anh rất vui có thể đứng đây để có thể giới thiệu và đồng hành với mọi người trong khóa học lộ trình chinh phục tiếng Anh cho người hoàn toàn mất gốc. Hi, xin chào các bạn. Trong video lần này mình sẽ tiết lộ cho các bạn một bí mật mà tất cả những người đã giao tiếp tốt tiếng Anh rồi người ta đều đã biết và đã ứng dụng thành công. Các bạn có tò mò không? Đó, như tất cả chúng ta đều biết thì tiếng Anh rất quan trọng. Chính vì tầm quan trọng của tiếng Anh mà ngày nay rất nhiều người đầu tư rất nhiều thời gian, rất nhiều tiền bạc để đi đến những trung tâm để học tiếng Anh. Tuy nhiên sau một thời gian dài vẫn không thể nào có thể phát âm tốt tiếng Anh, không thể nào sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ hàng ngày được. Vậy thì tại sao nhỉ? Đó, ngày hôm nay mình sẽ đưa ra cho các bạn 3 points, 3 điểm chính để các bạn có thể biết được những bí mật đó. Bí mật đầu tiên đó là biết why. Khi các bạn bắt đầu làm một việc gì thì các bạn cần phải biết rằng các bạn làm nó để làm gì và các bạn ứng dụng nó như thế nào. Và học tiếng Anh cũng như vậy thôi. Với mỗi người khác nhau thì mục đích học tiếng Anh sẽ khác nhau. Có những người học tiếng Anh đơn giản chỉ vì muốn đi du học, có những người muốn đi du lịch, có những người lại muốn làm ở công ty nước ngoài, có những người lại muốn chỉ đơn giản để có thể kết bạn giao du với bạn bè của mình thôi. Và điểm thứ hai mà mình muốn chia sẻ cho các bạn đó là mục tiêu. Mục tiêu càng rõ ràng thì càng dễ dàng. Mình lấy một ví dụ đơn giản nhé. Ví dụ bây giờ mình đi ra ngoài đường, mình không biết mình đi về đâu cả, thì vô hình chung không có bất cứ ai có thể giúp đỡ được mình. Tuy nhiên khi mình muốn đi đến Hồ Gươm, điểm mục tiêu chắc chắn của mình là Hồ Gươm, thì mặc dù mình không có phương tiện, mình không biết đường đi đến đó, nhưng mình có thể hỏi bác xe ôm ở ngoài đường, mình có thể dùng Google Maps này, và mình có thể đi Grab hoặc là đi taxi đều được, đúng không các bạn? Đó, mục tiêu rõ ràng thì các bạn sẽ đi đến điểm đó. Nhưng khi không có mục tiêu thì chắc chắn sẽ không thể nào đi đến đó được. Và khi có mục tiêu rõ ràng cụ thể trong học tiếng Anh, các bạn sẽ biết được rằng công cụ phương tiện của các bạn là gì. Chẳng hạn nhé, khi các bạn học giao tiếp, các bạn chỉ mong muốn là giao tiếp ở một tầng rất cơ bản, rất đơn giản thôi, thì các bạn chỉ cần đầu tư thời gian khoảng 2 tiếng mỗi ngày để các bạn học và học những video đơn giản, những trường từ vựng đơn giản. Nhưng nếu mục tiêu của các bạn là có thể làm việc ở những công ty chuyên ngành thì các bạn cần phải học tiếng Anh nhiều thời gian hơn và đầu tư nó nhiều hơn, có thể là 3 tiếng mỗi ngày và có thể là những video phức tạp hơn, những trường từ vựng phức tạp chuyên ngành hơn, đúng không các bạn? Và điểm cuối cùng là một điểm rất quan trọng mà mình muốn chia sẻ cho các bạn, đó là những người bạn đồng hành hay còn gọi là iBuddy. iBuddy là một người có thể giúp đỡ các bạn trong quá trình học tiếng Anh, là hai người bạn học cùng nhau, các bạn sẽ tạo ra những tình huống cụ thể để các bạn có thể practice English với nhau mỗi ngày. Một người bạn đồng hành không chỉ là một người có thể luyện tập tiếng Anh với chúng ta mỗi ngày mà còn là một người thúc đích chúng ta, là một người tạo động lực cho chúng ta học. Riêng bản thân mình, có những lúc mà năng lượng của mình rất là cao, có những lúc năng lượng của mình rất là thấp. Và khi năng lượng của mình thấp, mình chỉ cần nhìn người bạn của mình chăm chỉ thì vô hình chung mình sẽ tạo ra được một cái suy nghĩ, một cái động lực thôi thúc mình mạnh mẽ là ồ, bạn mình đang học đấy và mình cũng phải chăm chỉ học thôi. Và điều đó rất quan trọng. Vì vậy, hãy xác định cho mình big why, lý do các bạn học là gì, mục tiêu các bạn học ra làm sao và những người bạn đồng hành của bạn là ai. Xác định chắc chắn một điều các bạn nhé, và mình sẽ luôn là một người bạn đồng hành cùng các bạn. Hãy đồng hành cùng mình với những video sau các bạn nhé.